Hello, chào mừng bạn trở lại channel mình. Tiếp theo mình sẽ làm clip về cây búa búa thò nha mọi người, búa set đấy. Đây, nay mình chơi chế độ đầu đơn. Rồi tí mình sẽ qua zombie luôn. Ôi, vãi cái đạn chết này. Thì mình cầm một quả. Cây này chém rất nhanh mọi người, quơ tầm cực trái rất nhanh. Nói chung một cây cận chiến rất lợi hại. Đấy, nó cũng kém tởm hơn cả cây rìu cơ. Chém nhanh lắm, chạm hút máu. Cây này gọi là ăn hôi. Các bạn thấy tầm cua này, cua rất nhanh. Cua chắc cấp 3-4 lần búa hơi thì vô. Ơ, alo. Ui, đáp kìa. Ui xồi ôi. Ôi, cây này rất nhẹ, bạn mua ở cửa hàng có vật giá rẻ 50 con. Trời ơi. Chung skin khá đẹp ấy. Cua bậy cũng hay ăn hết sót phết. Cái gì đây? Cái gì đây? Quay ghép webcam cho người coi. Quay mặt. Anh nhảy nhót gì đây? Á đù. Lừa tộc cả. Chết chả. Chết này. Nói chung khủng bố. Toàn cứ nát. Đâu ra vậy? Phải cả ngồi chờ người nơi ấy. Người đấy. Chủ thằng này mới được. Nhìn nhẹ nó khẽ cười duyên vất lại. Chồng tít này, chồng bít này. Thải được con lát đâu. Bạn thấy chém cua rất nhanh. Thằng này, một phát nữa này. Thế. Nói chung một phát của người chắc tầm 65cc. Rất xích khiếp. Đấy. Anh cứ phải đùa em nhỉ. Bác. Con này cua bốc tốc độ thờ luôn. Đấy, bạn thấy không. Cua một phát chết hai thằng. Thằng kia chắc nhớ. Ăn rùa rồi. Chết rồi. Nói chung cái này dạng là vết máng hơn cả rìu. Rìu thì nó hay headshot tầm phá giáp ấy. Còn cái này thì nói chung cũng phá giáp ngon. Cái gì đây? Đi cứ đông đưa vậy. Lên thì vết phát nào. Rìu này. Vẫn mất 7cc. Cái này vừa tốc độ bàn thờ luôn. Búa thò khác. Chết. Đến thẳng nào. Chết này. Đấy, toàn tầm đầu thôi. Chết này. U người. Thằng này nữa. Úi xời. Đấy, thằng như làm gì đây. Xuống phát đã. Đấy, không xuống cùng. Còn đứng đấy nữa. Chịu bố. Đấy, vừa phát, hai phát, tầm hai phát là chết. Kiếp. Cây này chơi tính giải trí khá cao đấy. Này thì, ui dồi, một phát chính trưởng rồi. Một phát nhìn trời lầy quá. Chơi. Quay kịp. Ôi, các bạn thấy chém này. Chém nhanh kết. Ơ đâu, một vãi. Rồi thế là vẫn chém được. Đây. Chọn. Một set một thò. Chúng ta cái này thằng kho cầm tiếp chém này thì ăn được. Đây, tốc độ về bàn thờ luôn. Hay này. Ôi, dính một trưởng mà chết à. Thằng nữa. Đấy, chém tiếp luôn. Cây này bạn mà quay chơi giải trí rất sướng. Lúc nào xả xe tuyết vào là cứ vào cứ nã bừa ấy. Cứ tuyệt trái mà cứ phang vậy. 65 nghìn, 56. Chơi này vui hơn chơi rìu rồi. Chơi rìu tiến lùi. Cây này cứ phang bừa ấy. Đấy, mình cứ phang bừa, cứ nhà máy sót đấy. Tiếp, thằng này thế nào. Một thanh niên đi viện nào. Cho đi viện luôn này. Nữa. Ơ đục. Trời ơi. Phát này hụt. Đau ghê nhờ. Đây, trời, nói chung chém sớm vết chứ. Đang vui em. Chết. What the hell. Mệnh nữa, đang hay. Cục thật. Rồi, mình qua. Chỗ khác. Này, đang. Trời ơi, đi không hình đường này. Đây. Đây, chết kích cả. Ai chà. Có độc môn. Trời ơi. Ui, vậy
còn thằng này nữa. Rồi, bà Hà Kiều, bà Kiều. Đây, nói chung bây giờ mình vào cái chế độ bỏ phiếu rồi. Chế độ rồi, mình chuyển qua chế độ đi đi. Đã bị kích 2 lần rồi. Rồi. Nay mình cầm con mouse đi bảo hộ luôn, bảo hộ y tế. Đấy, mấy thanh niên cào chết, cầm mỗi con búa hơi chạy cũng được. Thoảng cầm con lục mà vét đi. Đấy. Vào chế độ zombie đập đập zoom nè. Đây, đây, đây. Chưa kiếm được ông nội nào, chạy đã, té đã. Biết thế mình đem thêm quả mù rồi. Xuống rồi chạy từ từ thôi bác ơi, gắn tên lửa sau đít hả? Chạy vẫn là thanh niên này à, chưa lầy phải té cái đã. Ôi hiểm quá, toàn cả mình toàn vui vô đít nó ấy. Rồi thì nhìn hiểu đập chết thằng này lùi cái đã, ôi chứ quay lại nó nhìn vậy đã khô cái định vậy. Rồi té cái đã, chạy. Ôi vậy trời. Là thánh nhọ luôn ấy. Bởi hết bị kích thì còn bị nghi vấn hạnh. Đen thật ý. Buổi đêm đang chơi nên nói chung vui vui thôi. Đây làm một clip bạn xem mà thấy hay thì bạn like ra ủng hộ cho mình nhá. Đăng ký kênh luôn. Đừng theo dõi những quên theo dõi những clip mới nhất của mình. Ai lại bảo là đừng theo dõi. Đây, tiếp tục mình hào ra vào lại. Vẫn là cây bố thổ. Trời ơi. Đấy, bàn phát thủ đạn đấy. Rồi vẫn được la liếm được 9 trong. Trời ơi. Chạy cái đã, mình chờ cơ hội mình chém nó. Đấy, toàn là móc đít chứ toàn là chém xuống đít nó. Đây, quên này quơ khá sướng. Toàn đi sau mấy thiên nhiên barret đồ là cứ vét máng cái đã. Nước đây thì chờ thằng nào đến đây. Thanh niên là xuống. Rồi sợ đích gì được. Đến sau mình la liếm rồi. Được la liếm được thằng nào. Cái đoạn nó gần chết lại nên chém hụt. Thật. Cái này bên đây làm gì. Chết chưa? Bỏ chết rồi, tốt lắm. Rồi. Đây. Khó hàng. Cứ mình đến nó lại chết. Thật. Đây. Rớt vãi đạn. Rồi. Bị cào hết được té cái đã. Nó mà thấy cái búa này gọi là nó không dám tới gần luôn. Đến đây phát đạn nào. Có ai có hàng nghe nó tìm chạy biết thế mình đem thêm quả mù cứ ném mù vào nó không thấy cái gì mình cứ xuống một phàng trả xuống luôn đích thì trời đây nên đang lúc đầu thấy mình thấy ngon lại chiến luôn này mình cầm khẩu lục mình tỉa nó phát đã xong mình chém sau. Thế dạy gì như người mà chém nó. Rồi solo một người đàn ông thực sự. Rồi, một thanh niên ra đi. Ở đây anh em chầm suy tư này cho phát phải cái đạn thiên nhiên ép mình làm hero nhá. Được hai ở đây khổ báo này khổ báo được bốn tơ mi chito chết này, hồi máu này. Và một pha combo multi kill rất tuyệt vời. Đấy, bạn đã ép mình làm hero nhé. Đấy, không biết có bị kích không nữa đây. Đấy, tiếp tục với cây bố thò này tiếp. Bố set đấy. Nó gì đây. Đối súng là vui vẻ nhỉ. Vào la liếm nhặt được khẩu nào. Hiện tại thì không đem theo khẩu súng chính nào. Tí rồi. Tí nữa mình sẽ lại là liều mới thanh niên. Rồi làm cái gì nữa rồi. Chơi cùng thì các bạn cứ kích mình nhiệt tình rồi. Kích đi lại cùng thi mà không kích cả. À, leo cũng được trời ơi trơn quá không lên được sao vậy. Thanh niên rồi mình móc ít thằng này. Rồi nè nhân vật từ đây Angola Phương Trinh Phương Trinh à. Phương Trinh là em Ngọc Trinh. Mà Ngọc Trinh là chị của Phương Trinh. Quan hệ bất giáp thế nhỉ? Ôi chơi với bất giáp mình cố nữa. Rồi thanh niên nào chồng chồng biết mình leo lên phát nào.
là trơn lắm, một mình lên được Ariel ra qua không nhìn đọc phim nhé. Ôi nói chung với con y tá, con y thi này chơi thanh niên chỉ có kích trở lên, mà kích nhầm người mất rồi. Rồi giờ mình sẽ lại mình đổi súng cái đã, mình trôn với thiên nhiên phát đã. Sơ vẫn hồi sinh chỗ này nhỉ. Được thì lép một cơ khô đạn rồi. Ôi trời ơi, cái đạn chạy sơ vẫn thiên nhiên ngơ ngẩn biết vì sao mất súng. Ôi dồi ôi, tội quá. Rồi và mình trả bạn súng ấy, bạn súng mà lấy. Ôi ấy, ôi chạy đi như là vớ được quà vậy. Lên giá nghĩ lại mình xuống từ số tiếp xem tình hình thế nào đã, chứ xuống mà chết à. Lại tiếp tục cái chương trình đi săn zombie bằng bố to đây chồng biết vào hội đồng đấy. Từ từ mình bắn nó gần yếu mình xuống luôn chứ định vậy, cứ mỗi lần xuống nó lại chết, toàn là thánh ba chết vết máng thôi. Xuống nó đồ nữa thì thật còn thêm cơ hội rồi. Vẫn la liếm cái thằng chạy kìa. Rồi tiếp nào. Yes. Thật đấy. Toàn cứ mình đến an toàn chết thôi. Này. Rồi tuyệt vời, được một thằng rồi. Bạn này thật là xấu số, bạn ấy đi viện nhỉ. Khoa chấn thương chỉnh hình cấp độ cuộc sống. Rồi, cái gì đây? Ơi, ô mấy phòng tiếp tế. Cứ bẩn thật. Không tiếp tế ăn hại. Không nên đứng đây. Cô ơi vài phát. Đứng đây xem tình hình nó giả đơ chết. Và thanh niên nguy hiểm. Nó giả đơ ấy. Không phải. Một. Chém. Rồi xin lỗi bạn nhá. Xong mình kêu thanh niên cơ hội nhất năm. Thì có lẽ đi chém vui vui thôi. Nói chung cận chiến mà. Người không biết chuyện gì xảy ra. Vâng, hai thanh niên nó té đã. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Ôi trời ơi, vãi cả đạn. Trời ơi, cái bóng tế này khỉ thật hai lần rồi. Ghét quá ghét. Đạn nó sơ nào, vứt. Chạy cái đã. Chạy lại đã. Thanh niên để hụt đáo thôi. Hồi thanh niên tâm mình chim to này. Chắc ngáo đá. Vẫn được một cái tiêu. Ôi trời. Rồi xong, đã ra đi. Rồi có lẽ clip mình sẽ dừng tại đây. Các bạn đã xem clip mình. Chúc bạn có những clip vui vẻ. Xem clip vui vẻ nhé. Xin chào mọi người.